Xác định nhân tài là giường cột quốc gia, sau khi thống nhất đất nước, vua Gia Long thiết lập trường Quốc Tử Giám ở Huế. Nơi đây trở thành học phủ tối cao, cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều quan chức ưu tú của nhà Nguyễn và nhiều sĩ phu yêu nước nửa đầu thế kỷ 19. Trước đây, trường nằm ở phía tây kinh thành, sát bên Văn Miếu Huế, thuộc địa phận xã An Ninh Thượng, huyện Hương Trà. Nhưng về sau, để tiện việc đi lại, vào thời Duy Tân, trường đã rời vào bên trong kinh thành, được coi là trường dạy làm quan duy nhất trong cả nước. Quốc Tử Giám đã quy tụ đông đảo sĩ tử, việc ăn ở của giám sinh cũng được triều đình chu cấp. Theo lệ, học trò xin vào giám đều phải qua sát hạch. Khối chầu bản triều Nguyễn hiện còn lưu một số văn bản trình bày chi tiết việc sát hạch hàng năm ở Quốc Tử Giám để phân loại và chia lương bổng cho ăn học. Nội dung bản tấu của nội các cho biết, thứ trưởng tử của Tuy Lý Công Miên Trình tuổi đã trưởng thành, có chút hiểu biết về học nghiệp, tình nguyện vào Quốc Tử Giám. Khi mới vào, nếu chưa kịp kỳ khảo hạch, mỗi tháng cấp tăng 2 quan tiền. Chờ đến khi hội đồng cử nhân giám sinh khảo hạch, phần làm các hạng ưu bình thứ. Hễ ai dự vào hạng ưu, mỗi tháng thưởng thêm 5 quan tiền, hạng bình thường 4 quan, hạng thứ thưởng 3 quan. Dầu nước đều cấp 3 cân để biểu thị sự khuyến khích. Bên cạnh việc cấp lương ăn, thưởng thêm tiền gạo cho giám sinh hạng ưu, triều đình còn giảm lương đối với giám sinh hạng thứ để tỏ rõ sự khuyến khích và gian trưng. Kể cả tôn sinh, ấm sinh, lười học học kém cũng bị buộc thôi học trả về nhà. Theo bản tấu của Bộ Lễ, quan học chính Quốc Tử Giám lập danh sách tâu trình về việc phân loại học tập chuyên cần và lợi biếng, kỳ học cuối thu của con em tổng thất ở trong trường. Trong đó, hạng liệt 4 người chuyển phạt bổng 3 tháng để dằn. Ngoài ra, 2 người bị xét liệt nhiều lần, lại nhiều lần cáo ốm, và 3 người bị cố tật truyền cho trả về ngay. Những người bị ốm, gia đình có tang, không thể tham gia sát hạch, nhà vua cho được đặt cách vào kỳ sau. Bộ Lễ phúc trình vì việc con cháu quan viên vào Quốc Tử Giám học tập, vâng được châu điểm, lại được châu phê. Những tên bị ốm như thế nào, suốt đời không được vào sao? Bộ Thần phụng xét ngày tháng 12 năm Tự Đức thứ 14, vâng được chỉ phê chuẩn, phàm từ sau, con cháu các quan chức văn võ xin vào Quốc Tử Giám học tập, chuẩn cho hàng năm hai quý xuân thu sát hạch. Con cháu quan viên xin vào giám, đến kỳ sát hạch, tên nào bị ốm không tham dự được, thì đến kỳ sau lại tiếp tục sát hạch. Ngoài lương bổng, triều đình còn cấp tiền để mua chăn đệm chống rét cho các giám sinh. Bản tấu của Bộ Lễ đề cập nội dung này. Thần Nguyễn Xuân Thục vâng soạn thượng dụ. Đã vào đông, thời tiết lạnh giá, thường các giám sinh phần lớn quê ở xa, học hành vất vả, lấy gì để chống rét. Gia ân cho các giám sinh ở Quốc Tử Giám, đều ban thưởng cho mỗi người 10 quan tiền để mua chăn đệm. Học trò thông minh ở các hạt biên giới cũng được vua lưu ý tuyển vào Quốc Tử Giám học tập. Bản tấu của Bộ Lễ vào năm Tự Đức thứ 8 cho biết, năm trước Bộ Thần vâng thượng dụ, chuẩn cho các hạt biên giới. Nếu ai là người thông minh tuấn tú thì chọn tuyển vào Quốc Tử Giám học tập. Nay Phạm Văn Tân của tỉnh biên giới thuộc xã Yên Hưng, Tổng Hà Bắc, huyện Hưng Yên, phủ Sơn Định, tỉnh Quảng Yên là người thông minh tuấn tú, nghĩ nên chuẩn cho vào giám học tập. Chẳng may có giám sinh bị bệnh qua đời thì sẽ được cấp tiền tử tuất. Năm Minh Mạng thứ 10, Quốc Tử Giám thần tâu, tọa giám sinh Tạ Đăng Đài, 40 tuổi. Quê ở Trấn Sơn Nam, năm Minh Mạng thứ 8 được tiến bổ vào giám học tập. Ngày 9 tháng Giêng năm nay, tên đó bỗng bị chứng xích lỵ phù thủng, sau đã chết. Gia ơn ban cho tiền 50 quan, vài bố 5 sấp để tỏ lòng thương xót. Giám sinh ở Quốc Tử Giám còn được chọn để bổ thụ quan lại khi cần. Đó cũng là động lực để khuyến khích người học hành nỗ lực. Năm Minh Mạng thứ 5, đình thần kính tâu về việc chức tri huyện một số nơi còn khuyết và vâng chỉ, công bằng chọn cử tâu xin bổ thụ, theo đó đã đề cử. Giám sinh Quốc Tử Giám Phan Thế Chấn, bổ thụ tri huyện huyện Đăng Xương, ti vụ ti thành lại,
bộ lễ Bùi Văn Lý, thăng điều làm chỉ huyện huyện Mộ Hoa. Ti vụ Ti Thành Lại, bộ binh Văn Như Kỳ, thăng điều làm chỉ huyện huyện Hưng Nhân. Ti vụ Ti Thành Lại, bộ lễ Nguyễn Trung Phu, thăng điều làm chỉ huyện huyện Đường Hào. Những năm cuối cùng của triều Nguyễn, Quốc Tử Giám cũng dần chấm dứt vai trò lịch sử của mình, nhường chỗ cho sự ra đời của những ngôi trường với nền giáo dục mới. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận, trong suốt những năm tồn tại, việc khuyến học khuyến tài của triều Nguyễn ở Quốc Tử Giám đã góp phần không nhỏ vào việc đào tạo nhân tài cho đất nước lúc bấy giờ.